Xin chào quý vị và các bạn. Ngọc Mai rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình khám phá lịch sử. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một giai đoạn đoạn đầy thú vị trong cuộc đời của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Tôi khá tò mò về mối quan hệ của bà với các văn nhân, thi sĩ cùng thời, đặc biệt là quan hiệp trấn Sơn Nam Thượng Trần Ngọc Quán. Liệu mối quan hệ này có đơn thuần chỉ là bạn thơ hay còn điều gì khác nữa? Tôi rất hân hạnh được giới thiệu với quý vị Nhà nghiên cứu văn học dân gian, tiến sĩ Vũ Văn Hùng. Chào anh Hùng, chào Ngọc Mai và quý vị thính giả. Rất vui được tham gia chương trình hôm nay. Ngọc Mai nói đúng, mối quan hệ giữa Hồ Xuân Hương và Trần Ngọc Quán không chỉ đơn giản là tình bạn thơ. Có nhiều câu chuyện thú vị đằng sau những vần thơ sướng họa của họ đấy. Mai thử đoán xem, điều gì khiến một vị quan lớn như Trần Ngọc Quán lại tìm đến một nữ sĩ nổi tiếng nổi loạn như Hồ Xuân Hương? Tôi đoán chắc là vì tài năng thơ phú của bà đã vang xa, khiến quan hiệp trấn cũng phải ngượng mộ. Đúng vậy, nhưng chưa đủ. Khi Trần Ngọc Quán mới nhậm chức tại Bắc Thành, việc đầu tiên ông làm là tìm đến thăm Hồ Xuân Hương. Ông còn làm một bài thơ ca tụng tài năng của bà, ví như chim phượng múa làm kinh động cả thế gian. Một vị quan đứng đầu cả một trấn lại khiêm nhường trước một nữ sĩ, điều này cho thấy danh tiếng của Hồ Xuân Hương lúc bấy giờ lớn đến nhường nào. Còn một chi tiết nữa mà có lẽ Mai chưa biết, đó là... Thật sao? Hồ Xuân Hương và Trần Ngọc Quán là đồng hương Nghệ An. Có lẽ chính sợi dây đồng hương đã kéo họ lại gần nhau hơn. Trong bài thơ họa lại, Hồ Xuân Hương có nhắc đến việc lận đận 10 năm tự dối mình. Bà dùng điển tích, kẻ trộm bịt tai đi trộm chuông để nói về bản thân một cách dí dỏm. Điều này cho thấy bà không hề e dè khi chia sẻ những khó khăn của mình với Trần Ngọc Quán. Điều này thú vị quá. Vậy mối quan hệ của họ có phát triển thành tình yêu không, thưa anh Hùng? Câu hỏi này khó trả lời dứt khoát. Hồ Xuân Hương nổi tiếng là người đa tình nhưng cũng rất kín đáo. Tuy nhiên, qua những vần thơ, ta có thể thấy được sự trân trọng, thấu hiểu lẫn nhau giữa hai người. Đặc biệt, chính Trần Ngọc Quán là người khuyến khích Hồ Xuân Hương thành lập hội tao đàn cổ nguyệt đường. Hội tao đàn có Nguyệt Đường, tôi chưa từng nghe đến. Đây là một hội thơ do Hồ Xuân Hương khởi xướng, quy tụ nhiều danh sĩ Bắc Hà thời bấy giờ. Việc một nữ sĩ đứng ra lập hội thơ là điều hiếm thấy thời đó, và việc Trần Ngọc Quáng ủng hộ bà cho thấy ông rất coi trọng tài năng và bản lĩnh của Hồ Xuân Hương. Mai có nghĩ vậy không? Tôi hoàn toàn đồng ý. Việc này cho thấy tầm nhìn tiến bộ của cả hai người. Vậy sau này hội tao đàn hoạt động như thế nào, thưa anh? Việc mời các danh sĩ tham gia hội thơ không hề dễ dàng. Có người vui vẻ nhận lời, nhưng cũng có kẻ chê cười hồ xuân hương theo đảnh đàn bà mà dám lập hội thơ. Bà đã phải báo cáo tình hình với trần ngọc quán qua một bài thơ. Điều này càng cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa hai người. Nghe như phim cung đấu vậy, anh hùng có thể chia sẻ thêm về những bài thơ sướng họa giữa hai người không? Có rất nhiều bài thơ thú vị. Chẳng hạn, trần ngọc quán có bài thơ họa lại ví mình như sở trang vương gặp thần nữ, như vu hữu thả lá đề thơ cho Hàn Thúy Tẩn. Những điển tích này cho thấy ông rất tinh tế khi tỏ tình với Hồ Xuân Hương qua thơ. Còn Hồ Xuân Hương thì sao? Bà cũng không vừa đâu. Bà ấy đáp trả thế nào ạ? Hồ Xuân Hương họa lại, bày tỏ sự tiếc nuối vì thân phận nữ nhi, không thể uống rượu, ngâm thơ thỏa thích như nam nhân. Bà cũng nhắc đến việc đã vâng lời tham hiệp Trần Phúc Hiển về Vịnh Hạ Long. Chi tiết này cho thấy bà đã có ý trung nhân khác, nhưng vẫn giữ tình bằng hữu với Trần Ngọc Quáng. Ồ, ờ, gì mà? Vâng, cuộc đời của Hồ Xuân Hương luôn đầy những bất ngờ như vậy. Cái chết đột ngột của Trần Ngọc Quán năm 1818 cũng là một bí ẩn. Có nhiều giả thiết cho rằng, cái chết của ông liên quan đến vụ án Nguyễn Văn Thuyên, con trai của Trung quân Nguyễn Văn Thành. Nhưng đó là câu chuyện của một chương trình khác. Cảm ơn anh Hùng đã mang đến những câu chuyện thú vị về Hồ Xuân Hương và Trần Ngọc Quán. Qua những vần thơ và câu chuyện hậu trường, ta thấy được một Hồ Xuân Hương tài hoa, bản lĩnh và cũng rất đa tình. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo của Khám phá lịch sử. Cảm ơn Ngọc Mai và quý vị thính giả.